Xin chào các bạn, nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số game phù hợp với các dòng tay cầm, đặc biệt là dòng tay cầm của Moga. Như trên tay mình là chiếc Moga Power, hiện tại nó là một chiếc Moga mới nhất và đang bán trên store của Apple là với giá 99 đô. Đây mình sẽ giới thiệu một vài game. Như các bạn thấy lúc nãy là mình đã chơi Advan 8, hôm nay mình sẽ thử chơi một vài game khác. Như đây ví dụ là Eternity Warriors 2. Với các dòng game tương thích này thì nó không hẳn tất cả game đều tương thích, mà những game nào cài SDK của Moga thì có thể chơi được toàn bộ game trên cái tay cầm này. Như các bạn nhìn thấy là khi cắm tay cầm vào nó tự động nhận diện đây là tay cầm rồi, các phím điều khiển. Mình thử chơi luôn. Các bạn thấy là tất cả các phím có thể điều khiển đều được hiển thị trên đây. Với những trò game tương thích thực sự này, như phím LR ở đây, các bạn dễ làm quen với tay cầm dạng này, như các tay PS như trên đây chẳng hạn. Rồi ok, mình sẽ chuyển sang một game khác. Đây là game... Đây là một game dạng tương tự với cái trò bắn súng dạng vuông, nhưng mà bạn có thể di chuyển một cách thoải mái. Tại mình không có mạng thì thử chơi chế độ liên tập. Đây các bạn thử di chuyển các phím như thế này. Để chọn vũ khí. Các phím điều hướng này để bấm cho bạn phím R2. Với tay cầm dạng này thì khá dễ dàng, các bạn căn lực và bắn một cách dễ dàng, một cách chung là khá dễ điều khiển hơn so với các chơi bình thường. Tiếp theo mình sẽ thử một game khác. Game Call of Duty này là một đoạn game có đồ họa cực kỳ đẹp đến từ Trick Team. Nếu bạn thích game bắn súng thì có lẽ đây là một lựa chọn không thể bỏ qua. Game này có đồ họa có thể nói là hơn hẳn cả Mortal Kombat 4 với cách chơi và cốt truyện cực kỳ ấn tượng. Bạn có thể thay đổi góc nhìn cách đây.
chế độ mà góc nhìn nhiều người này thì bạn sẽ không thể điều khiển bằng tay cầm. Nhưng mà góc nhìn thứ nhất thì bạn sẽ thoải mái điều khiển. Quay đây mình đang dùng tay súng ngắm nên là không được đấy, mình đổi tay khác. Tiếp theo mình sẽ đổi một game khác, GTA San Andreas. Loại game GTA hay ở Việt Nam hay còn gọi là cướp đường phố cho các bạn đã quá quen rồi. Chúng ta dễ dàng điều khiển với nhân vật chạy đi mọi nơi bằng các bàn phím, các hành động các phím ở trên đây. Mình thử tìm một mục tiêu. Cảnh sát này biết phạt luôn. Khỏe khá đi. Tiếp theo mình sẽ thử một game khác. Game này có tên là Knight. Đây là một game chặt chém tương tự với Eternity Wireless, nhưng mà bạn sẽ đánh liên tục ở trong một màn đấu với lượt quái xuất hiện ra liên tục. Game này cũng lấy đề tài zombie tương tự với các trò
chơi dạ, quái vật. Đồ họa này game chỉ thuộc mức trung bình, nhưng mà khi bạn chơi với tay cầm này đảm bảo rằng nó có cảm giác là khá giống các game chặt chém trước đây trên PC. Và tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho bạn một game. Với những game tay cầm như này có lẽ là game rửa song đấu sẽ là phù hợp nhất. Đây mình sẽ giới thiệu là game King of Fighters phiên bản 2012. Dòng King of Fighters thì có lẽ là quá nổi tiếng rồi, là mình sẽ không phải giới thiệu nhiều. Nhưng rất tiếc là nếu mà các bạn thích về một cái game dạng song đấu đồ họa đẹp hơn, có lẽ là nên chơi với Street Fighter, nhưng mà rất tiếc Street Fighter lại không tương thích với những cái tay cầm dạng này. Ngoài dạng trò chơi này, chúng ta còn có thêm hàng loạt trò chơi khác có thể tương thích nữa, như là Pac-Man, Dell Trigger hay là Angry Birds Go. Tất cả trò này đều có thể bạn có thể tìm cái danh sách game trên App Store VN. Xin cảm ơn các bạn theo dõi video. Tất cả các app và game nói trên đều có tại App Store VN. Các bạn hãy like Facebook và subscribe channel của chúng mình nhé.